Rồi, máy chạy. Máy chạy. 3, 2, 1, lắp nhảy. Rồi, bò ra. Leo ngược lại. Leo ngược lại. Máy chạy. 3, 2, 1, nhảy. Em ơi, chuẩn bị chưa? Sụp chưa? Đâu rồi? Em tới đây. Do Lâm ngồi bên trong quá. Lâm ơi, khúc bay lên ông ơi, vui không Lâm? Lúc khúc bay lên đã không? Ghê lắm, nó lộn cổ xuống ao á. Con còn đi ăn đêm á. Né né thiệt. Có cái máy chân dịch không vậy? Cái này là lý do là Lâm ở trong sâu quá, nằm thể thao. Rồi, Diễn. Hay quá. Quý vị ơi, đúng là người chơi chuyên nghiệp có khác. Khi mà cái anh ở trên nhảy xuống một cái thì cái anh ở dưới bắt đầu ôm cái đầu lộn sento 2-3 vòng. Một cái cảm giác rất là hay cũng như là chuyên nghiệp. Cú nhảy rất là ngoạn ngục đúng không? Và theo như kết quả chúng tôi đo được là 620cm. Wow, một con số ấn tượng. Yeah. Đối tượng bắt được Lâm. Đâu từng bắt được làm. Kính thưa quý vị, game này rất là vui nhau vậy nha. Một ngày mà chúng tôi ngâm nước từ 9 giờ sáng đến giờ 5 giờ chiều rồi giao vị nhau. Thì đó phấn son không còn. Gì cơ bán gọi tiền. Đúng là không phải vì tiếng cười của khán giả. Để mà một cái clip như vậy thì anh em chúng tôi cũng như là ekip cũng rất là cực khổ. Đây là mặt mộc của Lâm bởi vì xuống nước nó không còn phấn nữa. Quý vị thấy đẹp không nào? Đi mà còn phấn à. Bắt được là tốt. Rồi ok, rồi chuẩn bị nè. Máy chạy. 3, 2, 1, chạy. Chỗ này chạy. Để chút xíu. Mềm. Chị đi tìm em. Em ơi có nghe không tiếng gì? Thì Lê Dương Bảo Lâm tuy mệt nhưng mà rất là vui và hạnh phúc. Bởi vì sao? Lâm ra đường á mà rất là nhiều người thương và nhiều người người ta rất là quan tâm tới mình. Người ta cũng nghĩ trong đầu là chắc ngoài đường người ta thờ ơ, người ta lạnh nhạt với nhau. Nhưng mà sai lầm nữa quý vị. Có khi Lâm đang đi ngoài đường, người đi ngược lại. Anh ơi, tỏ. Thì cảm thấy là rất là xúc động luôn. Tuy mệt nhưng mà rất là vui và hạnh phúc. Khi còn rất là nhiều người còn quan tâm nhau, sợ nguy hiểm cho nhau. Sau 2 tiếng đồng hồ thì chị mắt giúp của Lâm đã đếm cũng như là ghi chú lại là 117 người. Nhắc Lê Dương Bảo Lâm. Gạt chó lên. Kính thưa quý vị và các bạn, sau 2 tiếng rong ruổi ở khắp mọi nẻo đường ở thành phố Hồ Chí Minh, thì tuy là Lê Vũ Lâm rất là mệt nhưng mà cảm giác rất là vui và hạnh phúc. Ban đầu
đầu á, Lâm cứ nghĩ là với cái cuộc sống xô bồ như vậy, con người họ sẽ mình lướt qua đời nhau. Vậy không Lâm ơi, chỉ là sai lầm rồi mọi người ơi. Cứ chạy 3 phút là có người nhắc Lâm, chạy 3 phút là có người nhắc Lâm. Thậm chí á, người ta đi ngược chiều. Nói anh ơi, có kìa. Và rất là xúc động mấy chú mà xe ôm á, vừa chở khách mà vừa thấy cái chú nói con ơi, có kìa con ơi. Thật sự rất là xúc động luôn. Và trong vòng 2 tiếng đồng hồ, rong ruổi khắp các con đường ở thành phố Hồ Chí Minh, Lê Dương Bảo Lâm đã đếm được tổng cộng 107 người nhắc Lê Dương Bảo Lâm, gạt to lên, xin chúc mừng. Gạt trống rồi chứ. Gạt to rồi, quê em kêu to. Người ta hiểu á. Gạt trống thôi. Rồi, nói. Sau 2 tiếng đồng hồ, Lê Dương Bảo Lâm cùng chị Mắt Cúp rong rã khắp mọi con đường ở thành phố Hồ Chí Minh. Và chị Mắt Cúp đã ghi lại và số người nhắc Lê Dương Bảo Lâm gạt chống lên đó là